Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm 6 xã nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, Hiện tỉnh đang lấy ý kiến thẩm định của các sở ngành đối với xã An Lục Long, Châu Thành, xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và xã Phước Hậu, huyện Cần Duộc, xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu về văn hóa. Dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ công nhận hai xã Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu đầu tiên của tỉnh. Như vậy, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh dự kiến sẽ có 127 xã nông thôn mới, chiếm gần 79% tổng số xã toàn tỉnh, 40 xã nông thôn mới nâng cao chiếm hơn 32% và hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.